Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý có trong ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật với chúng tôi những tin tức nóng nhất sau đây. Thêm 9 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương. Thông tin chi tiết về 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai, trong đó có em nhỏ 7 tuổi. Lịch trình dày đặc của bệnh nhân 1886 ở Bình Dương, nhiều lần đi bán gà quanh chợ, ăn tất niên đi siêu thị. Phát hiện 34 ca nhập cảnh trái phép qua đường biển ở Cà Mau. Tin vui, 264 người là F1 và F2 tại thành phố Hồ Chí Minh đều âm tính với nCoV nam sinh viên Đại học FPT tại Nghệ An âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, đến giờ này chúng ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thêm 9 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương. Quý vị thân mến, đêm ngày 4 tháng 2, nước ta ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 là các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng và đều có liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương. Cụ thể tỉnh Hải Dương ghi nhận một bệnh nhân là 1949, bệnh nhân nữ 17 tuổi có địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 bệnh nhân, bệnh nhân 1950, 1951 là F1 của bệnh nhân 1892, 1893 liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 bệnh nhân, bệnh nhân 1956 là F1 của bệnh nhân 1883 liên quan tới ổ dịch thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 bệnh nhân 1957 là F1 của bệnh nhân 1886 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi cách ly là 65.451. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.465 ca. Thông tin chi tiết về 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai, trong đó có em nhỏ 7 tuổi. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, Tính đến 17 giờ ngày 4 tháng 2, tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, 4 ca dương tính đều tại xã Yachop, huyện Pa, tỉnh Gia Lai, đã có tổng cộng 18 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo tỉnh đã có cuộc họp trực tuyến khẩn trương với huyện Yapa để triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng dập dịch. Hầu hết các ca dương tính đều liên quan đến ổ dịch tại xã Yachop, và ổ dịch phường Chereo, thị xã Ayunpa. Huyện Iapa đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Iapa triển khai thành lập ngay các tổ COVID-19 cộng đồng tại khu dân cư để phòng chống dịch bệnh. Được biết các ca dương tính gồm nam 53 tuổi, nữ 39 tuổi, nam 40 tuổi cùng chú xã Ia huyện Iapa và một trẻ em nam mới 7 tuổi, chú tại xã Ia huyện Iapa. Lịch trình dài đặc của bệnh nhân 1886 ở Bình Dương, nhiều lần đi bán gà quanh chợ, ăn tất niên, đi siêu thị. Chiều ngày 4 tháng 2, Công an huyện Phú Giáo đã có thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1886. Bệnh nhân NTNT, sinh năm 1991, trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Đây là trường hợp ở cùng nhà với bệnh nhân 1843, nữ sinh Đại học Thủ Dông 1 đã được xác định là mắc COVID-19 và cũng là mẹ của bé gái 8 tháng tuổi mới được phát hiện là dương tính với COVID-19 vào ngày 4 tháng 2. Theo đó, vào ngày 16 tháng 1, từ 6 đến 8 giờ sáng, bệnh nhân 1886 cùng chồng bán gà tại chợ Phước Vĩnh bên hông cửa hàng điện thoại FPT số 27 đường độc lập, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh. 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, Đem gà đi vòng quanh chợ bán, sau đó cùng chồng đi ăn sáng tại các quán quen, mua rau, đồ ăn, mua cháo. Ngày 17 đến 23 tháng 1, bệnh nhân 1886 tiếp tục cùng chồng đi bán gà, ăn sáng ở các quán quen, mua rau, đồ ăn, mua cháo, bán gà tại những địa điểm trên. Từ 15 đến 17 giờ ngày 21 tháng 1, bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh. 19 giờ ngày 22 tháng 1, bệnh nhân đi mua gà gần ngã tư xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tại đây tiếp xúc với 3 trường hợp. 17 giờ ngày 23 tháng 1, bệnh nhân 1886 đi ăn tất niên tại nhà em gái thuộc ấp 1 xã Tân Hiệp. Tại đây đã tiếp xúc với nhiều người, trong đó có bệnh nhân 1843. Từ 15 đến 17 giờ ngày 25 tháng 1, bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh, sau đó, ghế cửa hàng điện máy xanh thuộc tổ 11 KP2, thị xã Bến Cát, tiếp xúc với 4 trường hợp, trong đó có một nhân viên gửi xe và 3 nhân viên nhà bán hàng. Trong quá trình tiếp xúc, có đeo khẩu trang. Trên đường về thì có ghé mua nước tại đường Trừ Văn Thổ, tiếp xúc với một người. Ngày 26 đến 29 tháng 1, tiếp tục cùng chồng bán gà, vòng quanh chợ, đi ăn sáng, mua rau, mua đồ, ăn cháo. 15 giờ đến 17 giờ, bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh, đến 5 giờ sáng ngày 30 tháng 1 được đưa đi cách ly tập trung tại trường tiểu học Phước Vĩnh B, huyện Phú Giáo. Công an huyện Phú Giáo thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1886 mắc Covid-19 trong khoảng thời gian nêu trên, những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân này đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và kiểm tra tình hình sức khỏe. Trong ngày mùng 4 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ghi nhận một bé gái 8 tháng tuổi là con của bệnh nhân 1886 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân 1886 được Sở Y tế tỉnh Bình Dương công bố dương tính với Covid-19 vào ngày mùng 2 tháng 2. Trường hợp dương tính này cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly từ trước nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng bệnh nhân 1886, từng tiếp xúc với bệnh nhân 1801, là bệnh nhân đầu tiên tại tỉnh Bình Dương có nguồn lây từ Hải Dương. Đến nay, Bình Dương ghi nhận tổng cộng là 5 ca dương tính với COVID-19. Phát hiện 34 người nhập cảnh trái phép qua đường biển ở Cà Mau Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, các trường hợp liên quan đến vụ nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào tỉnh đã có kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2. Theo đó, mẫu kiểm nghiệm của 34 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia và tài công chạy tàu đều cho kết quả là âm tính lần một với SARS-CoV-2. Vào khuya ngày 2 tháng 2, lực lượng đồn biên phòng thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau phối hợp cùng công an địa phương tuần tra ven biển. Khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 2, khi đến đoạn đuộc thuyệt phận xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, thì đã phát hiện tàu chở người khả nghi. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận có 34 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia về bằng đường biển, trong đó 9 người nam và 25 nữ. Những người nhập cảnh trái phép đều có quốc tịch Việt Nam và ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tài công và tất cả những người nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly tập trung ngay khi vào bờ. Các đối tượng thừa nhận là xuất cảnh qua Malaysia bằng đường hàng không để làm lao động tự do. Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, không thể về bằng đường hàng không nên đã tìm cách trở về bằng đường biển. Đây là vụ nhập cảnh trái phép qua đường biển với số lượng người lớn thứ hai tại Cà Mau gần đây. Trước đó, vào ngày 22 tháng 1, lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau cũng đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 38 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia. Tin vui, 264 người là F1 và F2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã âm tính với anh Covid. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, đến 18 giờ ngày 4 tháng 2, tất cả trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1660, 1843 và một bác sĩ là F1 của ca mắc COVID-19 tại Gia Lai đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 1660 là BTT, 28 tuổi, quê ở Nam Sách, Hải Dương. Người này từng đến dự đám cưới ở Hải Dương và tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm với SARS-CoV-2 ngày 18 tháng 1. Đến ngày 28 tháng 1, T đến thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại quận 11. Sau một ngày, bệnh nhân này có kết quả là xét nghiệm dương tính. HCDC đã khoanh vùng khu vực bệnh nhân 1660 đi qua và truy vết tất cả người tiếp xúc tại khách sạn và chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả có tổng cộng 143 người liên quan. Hiện tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến hai người mắc COVID-19 được ghi nhận tại Phú Giáo, Bình Dương là bệnh nhân 1801, người phụ nữ 55 tuổi đi đám cưới ở Hải Dương về và bệnh nhân 1843, 19 tuổi, nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu 1. Hiện 101 người đi cùng chuyến bay VJ275 và tiếp xúc gần với hai người đều đã có kết quả âm tính. Về trường hợp 1F1 là nam bác sĩ 32 tuổi, công tác tại bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhưng khai báo dịch tễ sai khi đến thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Nhi đồng 1 đã khử trùng toàn bộ lối đi ngay trong đêm mùng 2 tháng 2. 20 nhân viên y tế của bệnh viện này cũng đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện F1 và F2 tại bệnh viện Nhi đồng 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều người liên quan đến bệnh nhân 1883, nam công chứng viên mắc COVID-19 ở Hà Nội. Thành phố đang truy vết những nơi bệnh nhân này đến và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, 60 người liên quan công chứng viên này được xác định và lấy mẫu xét nghiệm, Năm người trong số này cho kết quả âm tính sars cov 2, số còn lại đang chờ kết quả. Trưa nay, hcdc phát đi thông báo khẩn tìm kiếm những người từng đến khỏe massage số 93 trên 1 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng từ 13 đến 15 giờ 40 phút ngày 29 tháng 1. Bên cạnh đó, hcdc cũng tìm kiếm những hành khách đi trên hai chuyến bay vn 7245 và qh 242. Các trường hợp sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh có thể gọi đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Nam sinh viên Đại học FPT tại Nghệ An âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm nam sinh viên 20 tuổi về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2021 tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, là âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Hiện nam sinh viên này vẫn tiếp tục cách ly điều trị tại bệnh viện theo đúng quy định của ngành y tế. Nam sinh viên này học tại trường Đại học FPT, cơ sở Mỹ Đình, Hà Nội, trọ học tại ngõ 85 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tối ngày 31 tháng 1, nam sinh viên này đi xe máy từ Hà Nội về quê nghỉ Tết nhưng đã không khai báo y tế theo quy định. Trong thời gian ở quê, nam sinh viên đã đi lại gặp gỡ với nhiều người, không đeo khẩu trang. Đến tối ngày 3 tháng 2, năm sinh viên bị sốt cao, đau đầu, đau rát họng, đau mỏi cơ thể nên đã đến cơ sở y tế để khám và bị cách ly theo quy định. Khi biết nam sinh viên này bị sốt cao, đau đầu rát họng, đau mỏi cơ thể, người dân địa phương, đặc biệt là những người đã tiếp xúc với nam sinh viên này, hết sức lo lắng. Hiện nay, công an tác phòng chống dịch COVID-19 đang được tỉnh Nghệ An quyết liệt triển khai, trong đó có việc yêu cầu các địa phương trong tỉnh ra soát lập danh sách, Phân loại các trường hợp người dân trở về từ Nghệ An trên địa bàn phạm vi cả nước. Trong đó đối với những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 gọi là F1 thì yêu cầu cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp F1 gọi là F2 yêu cầu cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú, thông báo cho cán bộ y tế tình hình sức khỏe hai lần một ngày và thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Đối với các trường hợp về từ các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội và các trường hợp đã đến các địa điểm, thời gian theo thông báo của Bộ Y tế, thì ra soát phân loại đối tượng, tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ngày 4 tháng 2, Sở Y tế Nghệ An cũng có công văn số 412 SITNVI về việc triển khai đường dây nóng, tiếp nhận thông tin người dân liên quan đến COVID-19. Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn cả nước, nhu cầu đi lại trở về đón Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao. Sở Y tế Nghệ An triển khai đầu số hotline phòng chống dịch COVID-19 là 0238 6555 666 và giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thành phố lập tổ tư vấn tiếp nhận thông tin phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày qua, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cũng đã trực tiếp đến một số địa phương đơn vị trong tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, đến giờ này chúng ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, hiện địa phương có hai ổ dịch chính là ở huyện Ayunpa và huyện Iapa. Tính đến 17 giờ hôm nay, tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 18 ca dương tính, trong đó có 4 ca mới, 5 ca đang nghi ngờ. Tuy nhiên 4 ca mới đều là những trường hợp F1 đã được cách ly ở khu tập trung nên không đáng ngại lắm. Hiện cả 18 ca dương tính đều không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra 5 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được theo dõi và xét nghiệm lại. Công tác khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người có liên quan đến bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku đã được tiến hành quyết liệt khẩn trương đúng quy định. Đến nay, các mẫu đã ghi nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1. Đến nay, Gia Lai đã lấy 4.134 mẫu, xét nghiệm 2.464 mẫu. Dự kiến đến sáng ngày 5 tháng 2 sẽ có kết quả của 1.100 mẫu, còn 570 mẫu chưa cùng ngày sẽ có kết quả. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành khẳng định đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn. Tại hai ổ dịch ở huyện Ayunpa và huyện Yapa, Gia Lai đã cách ly 1.401 F1, 7.414 F2, xét nghiệm 2.514 mẫu và đang tăng tốc xét nghiệm. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục truy vết khoanh vùng đặc biệt tại hai huyện Ayunpa và Yapa. Ông Võ Ngọc Thành cho biết, tôi lo nhất là ở thành phố Pleiku, nhưng chỉ có một ca và hiện đã kiểm soát được. Tỉnh sẽ mở rộng khu vực cách ly liên quan đến ca nhiễm này để làm sạch địa bàn, đảm bảo người dân có một cái Tết an toàn. Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị xét nghiệm toàn bộ nhân viên cảng hàng không Pleiku. Gia Lai tiếp tục triển khai bệnh viện điều trị COVID-19. Tỉnh lo nếu bệnh nhân dương tính xuất hiện triệu chứng lâm sàng sẽ gặp khó trong việc điều trị, đồng thời đảm bảo cơ sở điều trị những trường hợp cấp cứu các bệnh khác. Tiến sĩ Đảng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế báo cáo, hôm qua ngày 3 tháng 2, Bộ đã cử đoàn công tác vào hỗ trợ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã làm việc với tỉnh và khảo sát thực tế, đề xuất nhiều giải pháp. Các đoàn của Bệnh viện Bạch Mai, Trợ Rẫy, Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cũng đã vào hỗ trợ tỉnh. Bộ Y tế nhận định tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh tốc độ truy vết và xét nghiệm. Các đơn vị thuộc Bộ đã vận chuyển hệ thống tách chiết, ba máy xét nghiệm PCR và hỗ trợ để nâng cao năng lực xét nghiệm đáp ứng yêu cầu thực tế. Thời điểm này quan trọng nhất vẫn là tăng tốc truy vết và tổ chức cách ly. Đến nay, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ ba hệ thống xét nghiệm để tăng tốc xét nghiệm và khẩn trương truy vết các ca cá liên quan. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cử Bệnh viện Trợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai vào hỗ trợ chẩn đoán điều trị. Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết đã xuất cấp cho Gia Lai khẩu trang y tế, quần áo chuyên dụng và một số trang thiết bị điều trị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương tỉnh Gia Lai trong thời gian rất ngắn đã đưa toàn bộ guồng máy vào hoạt động rất tốt. Mặc dù những địa phương chưa có dịch bao giờ như Gia Lai thường lúng túng lúc ban đầu, nhưng đến giờ phút này, Gia Lai đã thực hiện rất tốt các hướng dẫn, biện pháp phòng chống dịch bệnh. Điểm đáng mừng là tất cả 18 ca nhiễm COVID-19 ở Gia Lai đều rõ nguồn gốc và đang tiến hành truy vết. Đây là điểm căn bản nhất trong chống dịch. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quyết liệt thần tốc hơn nữa trong công tác truy vết. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã rất quan tâm, kịp thời hỗ trợ cho Gia Lai, cả cán bộ chuyên môn điều trị, Cán bộ dự phòng đã vào. Qua thực tiễn Gia Lai, phó thủ tướng cho rằng năng lực xét nghiệm truy vết là rất quan trọng. Bộ Y tế cần tiếp tục quyết tâm nâng cao giúp năng lực xét nghiệm cho Gia Lai và các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Hôm nay ổ dịch ở Vân Đồn Quảng Ninh coi như đã dập xong. Ổ dịch thành phố Hồ Chí Minh Hải Dương cơ bản kiểm soát rất tốt. Thị xã Đông Triều Quảng Ninh tiếp giáp thành phố Chí Linh đã xin chủ trương xét nghiệm diện rộng các đối tượng nguy cơ sẽ kiểm soát được. Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đến giờ phút này cũng kiểm soát tốt. Chiều nay có một ca nhiễm mới thuộc diện F1. Và với tình hình Gia Lai vừa báo cáo, có thể nói đến giờ phút này, chúng ta đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Phó Thủ tướng nói, niềm mong mỏi, hy vọng của người dân có một cái Tết yên bình ngày càng đến gần. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật có trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời tổng hợp và trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Tin Tức 24h TV.